mùi mùi nó mùi carbon ấy lên kiểu đốt cái gì nhỉ, thơm thơm nhỉ. Twitter R12 mới nhất bây giờ. Cái đấy là để sau này mà chán thắng đĩa thì thắng gôm. Dạ. Cheater R12 bên em mình mới về. Bản này là bản đầu carbon. Rồi cả con xe carbon trừ cái bánh mọi người nhé. Bánh này đi tem mới. Bánh này đi tem mới. Nước sơn với lại cái độ dày dặn của khung thì rất là đẹp luôn. R12 lắp đúng cái mã, lắp đúng cái mẫu mà đi hút SRAM SRAM Rival. Ngày trước bán gần 50 triệu, bây giờ là nó lắp vào cái bản Retropec mọi người. Đúng là rất là lạ lùng luôn. Nước sơn là siêu đẹp mọi người, em về đủ màu. Nước sơn nó dày dặn, nó đẹp lắm. R12 mọi người này. Hiện tại em mình có size 46, 48 của màu xi măng, màu xám đậm, màu trắng đỏ, màu vàng chanh, rồi màu đỏ và màu đen. Em có tổng cộng là 6 màu, size 46, 48 nha mọi người nhé. Nó nước sơn nó đẹp lắm mọi người, và cái chất khung nó rất là đẹp luôn. Đẹp hơn cái bản R5 và R10 trên thị trường rất là nhiều. Bản R5, R10 thì như kiểu là chỉ là xinh gái thôi, còn đâu mà sang R12 này nó thực sự là nó là đẹp gái luôn mọi người, là đẹp luôn. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì mọi người ghé shop em mình ở 98/10 Trần Thị Trọng, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là liên hệ qua số của em nhé, 0706198999. Cảm ơn mọi người. Chiếc này em vừa mới về xong là đã có chỗ khách đến ngắm xe và chốt luôn. Nên là em tranh thủ quay, em vẫn còn chưa, em vừa lắp được mẫu này, màu này, màu này, màu vàng chanh, màu đỏ, mà chưa có quay review được nhé. Tranh thủ quay cho mọi người luôn. Không phải cắt được không? Vừa đủ chú ơi, không cần phải cắt nữa. Thêm đôi giày nữa là chuẩn luôn. Chú đứng đây nè, nhảy xuống đây. Dạ. Chú mới dạy xe mà đúng không? Rồi, thoải mái. Nhưng mà nãy xuống 2 phần nữa, ok. Giờ 2 phần nữa ra là 3 khúc rồi. Có nãy 2 phần nữa.